Tương lai của Mohamed Salah là câu chuyện đã được bàn tán xôn xao trong suốt quãng thời gian vừa qua của tin chợ hè, và chắc chắn các Liverpoolian sẽ rất vui khi nghe được thông tin sau đây ít phút nữa. Man United đang gặp một chút rắc rối trong thương vụ Tyrone Malacia. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà việc này cũng ảnh hưởng đến việc chiêu mộ Frankie de Jong của Quỷ Đỏ. Hãy cùng tôi khám phá câu chuyện ở phần sau của bản tin. Bên cạnh đó, các phát biểu đáng chú ý cũng như các tin tức chuyển nhượng là những thông tin sốt dẻo sẽ có trong video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Theo tờ ESPN, người đại diện của Neymar đang đàm phán với Chelsea. Ông Pini Zahavi cho biết chỉ có 2 hoặc 3 câu lạc bộ có khả năng đáp ứng được số tiền mà ngôi sao người Brazil kiếm được ở Paris Saint-Germain. Nhật báo này cũng cho hay đội chủ sân Parc des Princes sẽ rất vui nếu Neymar ra đi ngay trong mùa hè năm nay. Nhiều nguồn tin uy tín cho hay Man United đã đạt được các thỏa thuận với câu lạc bộ Feyenoord về việc chiêu mộ hậu vệ Tyrone Malacia. Hai bên đang đàm phán những thỏa thuận cá nhân với sao Mai 22 tuổi, nhưng khó khăn bây giờ mới lộ ra. Tờ The Athletic cho biết người đại diện cũ của Malacia là Ali Dawson không được ủy quyền để đàm phán và cha của cầu thủ tài năng trẻ này sẽ làm điều đó. Do vậy sẽ mất thêm vài ngày nữa để Quỷ Đỏ hoàn tất thương vụ, bởi theo nhà báo Fabrizio Romano, Malacia đã nói với Feyenoord rằng anh chỉ muốn gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Trùng hợp thay, Ali Dawson cũng đang là người đại diện của Frankie de Jong và không rõ liệu vấn đề kể trên có ảnh hưởng đến việc chiêu mộ ngôi sao 21 tuổi của Quỷ Đỏ. Trước đó, Man United và Barcelona đã thống nhất mức phí 85 triệu euro cho De Jong. Trang chủ của Liverpool ra thông báo: chúng tôi rất vui mừng khi được thông báo rằng Mohamed Salah sẽ tiếp tục gắn bó với The Kop theo một bản hợp đồng dài hạn. Các nhà báo uy tín như là Neil Jones và Fabrizio Romano đều xác nhận vua Ai Cập vừa đặt bút ký và bản hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Anfield. Cựu cầu thủ của Chelsea được cho là sẽ trở thành người được trả lương cao nhất câu lạc bộ với mức thủ lao 350.000 bảng một tuần. Salah cho biết: tôi cảm thấy rất tuyệt và phấn khích để giành các danh hiệu cùng câu lạc bộ này. Hôm nay là ngày vui của tất cả mọi người. Cuối cùng thì mọi thứ đã hoàn tất. Tờ Sport đưa tin mặc dù Chelsea và Leeds United đã thống nhất được mức giá cho Rafinha, nhưng chân chạy cánh người Brazil đang yêu cầu người đại diện của mình không đàm phán với The Blue. Hành động này được xem là một tín hiệu tốt với Barcelona. Câu lạc bộ cũng rất quan tâm đến Rafinha. Trước đó, câu lạc bộ thành London và đội chủ sân Elland Road đã đi đến mức giá chung cho ngôi sao 25 tuổi là 70 triệu euro. Theo nhà báo Fabrizio Romano, thủ thành Andrea Onana chính thức trở thành thủ môn mới của Inter Milan. Cây viết người Ý còn cho hay thỏa thuận đã được các bên liên quan ký kết cách đây vài tháng. Trong đoạn video mới nhất trên trang chủ của Tottenham Hotspur, gà trống đã công bố Richarlison, ngôi sao đã được Chelsea Arsenal bày tỏ sự quan tâm. Tuyển thủ người Brazil đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với Tottenham và đội bóng phía Bắc London đã phải chi ra 50 triệu bảng để sở hữu chữ ký kể trên. Vào buổi sáng ngày hôm qua, Richarlison cũng đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế. Sau thương vụ này, gà trống sẽ tập trung vào việc chiêu mộ trung vệ Clément Lenglet của Barcelona. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Matteo Guendouzi đã chia tay Arsenal để gia nhập Olympique Marseille. Câu lạc bộ đến từ Ligue 1 đã mua đứt tài năng trẻ người Pháp sau một mùa giải cho mượn thành công từ pháo thủ. Đội chủ sân Emirates cũng đã xác nhận Guendouzi sẽ ký với Marseille một bản hợp đồng dài hạn. Tiền vệ João Paulinha sẽ gia nhập Fulham theo bản hợp đồng có mức phí tổng là 22 triệu euro, kể cả các khoản phụ phí. Nhà báo Fabrizio Romano cho hay chân truyền người Bồ Đào Nha sẽ bay đến Anh để kiểm tra y tế và ký hợp đồng trong ngày hôm nay. Giống như đại diện của Premier League, câu lạc bộ Olympic Lyon cũng vừa công bố tân binh mới mà cũ của mình là Corentin Tolisso. Cựu tiền vệ của Bayern Munich, chân truyền 27 tuổi, đã có quãng thời gian chơi và thi đấu cho đội bóng đến từ Ligue 1 trong giai đoạn 2014-2017, rồi mới chuyển đến đầu quân cho Hùm Xám. Sau nửa thập kỷ, Tolisso đã trở lại mái nhà xưa Roma dưới dạng chuyển nhượng tự do và sẽ chơi bóng cho Lyon đến năm 2027. Theo tờ The Athletic, Calvin Phillips sẽ hoàn thành buổi kiểm tra y tế của Man City trong ngày hôm nay và dự kiến tiền vệ người Anh vẫn sẽ kịp tham gia vào đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola cho chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ vào tháng 7. Trong nỗ lực thuyết phục Leeds United nhả người, nhà đương kim vô địch Premier League đã để tiền vệ 18 tuổi Darko Gyabi ra đi theo hướng ngược lại với mức phí 5 triệu bảng. Đây là một thỏa thuận riêng và không nằm trong thương vụ chiêu mộ Calvin Phillips. Trong buổi họp báo giới thiệu vào hôm thứ Tư, Giorgio Chiellini tỏ ra rất ngạc nhiên và không biết vì sao câu lạc bộ đến từ MLS lại chiêu mộ mình. The Goal dẫn lời lão tướng 37 tuổi.
Thành thật mà nói, khi tôi bắt đầu tìm hiểu đội bóng này, tôi thấy họ có rất nhiều hậu vệ tuyệt vời. Vì thế tôi đã thốt lên, tại sao họ lại liên hệ với tôi nhỉ? LAFC có những hậu vệ tuyệt vời và đây là một câu lạc bộ tốt. Tôi chắc chắn sẽ giúp đội bóng. Tôi sẽ hỗ trợ toàn đội, không chỉ trong thi đấu mà còn là trên sân tập mỗi ngày. Điều quan trọng là tôi có những người đồng đội tuyệt vời. Man City vừa công bố tân binh mới nhất của mình là thủ thành Stefano Thiaga. Người gác đền mang quốc tịch Đức sẽ đóng vai trò là thủ môn dự bị cho Ederson, thay thế cho Jack Stephen, người có khả năng sẽ ra đi theo dạng cho mượn trong mùa giải sắp tới. Trang chủ của The Citizen ra thông báo, Manchester City đã hoàn tất việc ký hợp đồng với thủ môn Stephen Ortega theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Người gác đền 29 tuổi sẽ mặc áo số 18 ở đội bóng mới và anh đã có đôi lời phát biểu trong ngày trọng đại này. Đây là một bước đi tuyệt vời đối với tôi. Manchester City là một đội bóng tuyệt vời. Họ có một đội hình với những cầu thủ đẳng cấp thế giới và đồng đều các tuyến. Được trao cơ hội góp mặt ở câu lạc bộ này là một giấc mơ đối với tôi. Tôi đã trải qua khoảng thời gian ở Đức và tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ Armenia Bielefeld. Được đến Anh chơi bóng dưới màu áo của The Citizen vừa là cơ hội cũng vừa là thử thách dành cho tôi. Trong những ngày gần đây, câu chuyện ngôi sao Cristiano Ronaldo trở lại mái nhà xưa Sporting Lisbon đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Chính chủ tịch câu lạc bộ là ông Bruno de Carvalho cũng không giấu giếm cánh báo chí về dự định mang huyền thoại người Bồ Đào Nha về nhà và luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đến chân sút 37 tuổi. Không chỉ có ông Bruno, mẹ của Ronaldo, bà Dolores cũng mong con trai mình sẽ đầu quân cho câu lạc bộ quê hương thêm một lần nữa. Bà nói, nó phải trở lại Sporting, tôi đã nói với nó rằng, con trai, trước khi chết, mẹ muốn thấy con trở lại Sporting. Tuy nhiên, giám đốc thể thao của Sporting lại úp mở khả năng này. Ông Hugo Viana trao đổi trong buổi phỏng vấn với Sky Sport. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, việc Ronaldo trở lại Sporting là bất khả thi. Nhưng chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ronaldo có thể bất cứ có nơi nào mà cậu ấy muốn. Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện này bởi khi chúng tôi nói về Cristiano, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Cậu ấy vẫn còn một năm trong hợp đồng với Man United, vì vậy hãy xem quyết định của Ronaldo là gì. Liên đoàn bóng đá thế giới đã xác nhận một công nghệ tân tiến chưa từng có sẽ được áp dụng ở kỳ World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm. Cụ thể, công nghệ được FIFA áp dụng có tên gọi là SAOT sẽ hỗ trợ các trọng tài đưa ra quyết định chính xác trong việc thổi việt vị. Theo đó, 12 camera giám sát chuyên dụng sẽ được gắn tại các sân vận động để theo dõi trái bóng và 29 điểm dữ liệu trên tay chân của từng cầu thủ với tốc độ 50 lần trên giây, tạo ra một mô hình 3 chiều, giúp xác định và đưa ra các cảnh báo về những tình huống việt vị. Trước đó, SAOT đã được thử nghiệm thành công ở FIFA Club World Cup 2021 và FIFA Arab Cup 2021. The Mirror dẫn lời cựu trọng tài nổi tiếng Pierluigi Collina, hiện đang là trưởng ban trọng tài của FIFA. Nếu chúng ta nhìn vào các môn thể thao khác, tôi không muốn lấy môn nào đó ra làm ví dụ vì chúng ta đủ can đảm để làm người tiên phong. Nhưng nếu xét về những trải nghiệm, việc dành thời gian để đưa ra các quyết định luôn là điều bình thường với mọi người, từ cầu thủ, huấn luyện viên cho đến các khán giả, nhưng nó sẽ làm ngắt mạch cảm xúc. Tôi rất thích bóng rổ, nếu tôi nghĩ đến một trận đấu thuộc giải NBA, khi công nghệ này được sử dụng, bạn sẽ thấy các thủ uống nước, các huấn luyện viên đưa ra các chỉ dẫn và khán giả tận hưởng tất cả khoảnh khắc của trận đấu mà chẳng ai quan tâm đến thời gian, thứ vẫn đang trôi. Chúng tôi, những người làm bóng đá, nhận thức được môn thể thao này khác biệt với phần còn lại và việc đưa ra quyết định nhanh hơn trong một số tình huống là rất quan trọng. Đó là lý do vì sao chúng tôi phát triển công nghệ này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bản Tin Sáng trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.